Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt Bốn Phương của Đài Truyền Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Hội đồng hương Bắc miền Trung thành phố Odessa, Ukraine ủng hộ đồng bào miền Trung. Dịch giả Việt Nam vinh dự được nhận huân chương nhà nước của Hungary. Lớp dạy tiếng Việt cho con em cô dâu Việt tại Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 24 tháng 9, Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh đã phối hợp với Viện Nawab Salimullah tổ chức hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề là Tư tưởng nhân văn chống chủ nghĩa đế quốc của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Bangladesh. Hội thảo có sự tham gia của đông đảo các cựu nghị sĩ quốc hội, nhà báo, doanh nhân và học giả nghiên cứu tại các trường đại học, học viện của Bangladesh. Trong bài phát biểu dẫn đề, tiến sĩ Mustafizur Rahman nhấn mạnh những đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, đồng thời ca ngợi Hồ Chí Minh là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20. Các đại biểu cho rằng, quan điểm không có gì quý hơn độc lập tự do của người chính là biểu hiện đầy đủ nhất của tư tưởng nhân văn cao đẹp, bởi quan điểm này không chỉ bao hàm độc lập tự do cho dân tộc, mà còn là độc lập tự do cho mỗi cá nhân và cho cả nhân loại. Cho tới nay, thông điệp đó của người vẫn còn nguyên tính giá trị trong công cuộc xây dựng một đất nước, Bangladesh độc lập, dân chủ, thế tục và tiến bộ. Phát biểu tại hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh Trần Văn Khoa cho rằng, sau khi cuốn sách Bác Hồ viết di chúc được dịch sang tiếng Bangla và phát hành rộng rãi tới người dân Bangladesh vào tháng 6 năm nay, hội thảo lần này tiếp tục giúp những người bạn Bangladesh hiểu hơn về tư tưởng nhân văn cao đẹp của người, nhấn mạnh tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thể hiện những giá trị nhân văn truyền thống Việt Nam kết hợp hài hòa với tinh hoa nhân văn của nhân loại. Vừa qua, sau khi nhận được các thông tin về các tỉnh miền Trung bị bão tàn phá nặng nề, thiệt hại nhiều về người và tài sản, Hội đồng hương Bắc miền Trung thành phố Odessa, Ukraine đã kêu gọi và tổ chức quyên góp từ thiện giúp đồng bào bị bão lụt tại miền Trung. Tham gia hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt có nhiều bà con trong cộng đồng người Việt đang làm ăn sinh sống tại thành phố Odessa. Những người Việt ở đây đều sẵn lòng chia cơm sẻ áo với đồng bào miền Trung ra thịt, dù cuộc sống và công việc làm ăn cũng đang khó khăn. Nói chung là cái hàng năm thì năm nào cũng nghe thấy thông tin mưa bão của miền Trung. Nói chung là nhà em thì không phải quê gốc miền Trung nhưng nói thật là cũng rất là xót ruột. Mà nói đúng ra là hai chữ đồng bào, lúc đấy là mình cũng cảm thấy là mình dậy lên và cũng muốn là có một chút gì đấy gọi là ủng hộ mọi người. Bọn cháu cũng chung tay góp sức cùng với cả các bác, các chú, mọi người để vượt qua những cái nỗi đau của miền Trung. Hoạt động quyên góp từ thiện nhận được sự ủng hộ không chỉ của người Việt từ tất cả các vùng miền, mà những người dân bản xứ cũng như người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Chỉ trong ít ngày vận động, tình nguyện viên của chương trình đã quyên góp được hơn 5.000 đô la Mỹ. Số tiền này sẽ được chuyển tới đồng bào những vùng miền Trung. Tấm lòng của bà con người Việt tại Ukraine thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, một nghĩa cử cao đẹp của con người Việt Nam. Ngày 24 tháng 9, tại thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, anh Hà Phan Toàn Khoa cùng với nhóm tình nguyện người Việt tại Houston đã được nhận bằng khen của thị trưởng thành phố Houston, ghi nhận những đóng góp tích cực trong hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng người Việt cũng như là người dân bản địa trong trận bão lịch sử Harvey diễn ra vào cuối tháng 8 vừa qua. Nhóm tình nguyện người Việt tại Houston gồm 10 thành viên là người Việt và người Mỹ gốc Việt. Ngay từ khi bão Harvey đổ bộ vào thành phố gây ngập lụt nghiêm trọng, nhóm tình nguyện đã nhiệt tình hỗ trợ các cá nhân, gia đình người Việt và người Mỹ bị mắc kẹt trong bão lũ. Tại những nơi mà bà con bị cô lập hoàn toàn trong biển nước, nhóm đã lái cano tới tiếp tế đồ ăn, nước uống hoặc đưa bà con tới nơi tránh trú an toàn. Sau khi cơn bão đi qua, nhóm cũng nhiệt tình hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa bão, đồng thời tổ chức nhiều nhóm thiện nguyện đi quyên góp tiền và vật tư để giúp sửa chữa những ngôi nhà không có bảo hiểm và đích thân sửa chữa cho những gia đình bị thiệt hại để tiết kiệm chi phí.
Sự ghi nhận của chính quyền thành phố Houston đã tiếp thêm động lực cũng như khẳng định cho sự hội nhập và đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt tại Houston nói riêng và tại Mỹ nói chung. Tiến sĩ Giáp Văn Trung, dịch giả định cư tại Hungary, vừa được nhận huân chương công trạng chữ thập vàng Hungary ngạch dân sự, phần thưởng cao quý của nhà nước Hungary vì những đóng góp cho sự truyền bá văn học Hungary tại Việt Nam, cũng như là cho hoạt động làm sâu sắc thêm những mối quan hệ hữu nghị và văn hóa giữa hai dân tộc. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Orbán Viktor và đoàn cao cấp của chính phủ Hungary từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 9. Tại buổi lễ, huân chương công trạng của nhà nước Hungary đã được bà Nova Katalin, Quốc vụ Khanh Bộ Nguồn Nhân lực Quốc gia Hungary, trao cho dịch giả Giáp Văn Trung. Dịch giả Giáp Văn Trung sinh năm 1953 tại Hà Bắc. Năm 17 tuổi, ông được cử đi học tại Hungary, ngành đầu máy toa xe thuộc khoa giao thông của Đại học Kỹ thuật Budapest và tốt nghiệp năm 1976. Năm 1988, ông Giáp Văn Trung trở lại Hungary để bảo vệ luận án tiến sĩ. Sau đó, ông quyết định chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai. Do có năng khiếu về ngôn ngữ, nên ngay từ những ngày đầu mới sang, ông đã bắt đầu đọc và dịch một số bài thơ, truyện ngắn của văn học Hungary. Mở đầu với tác phẩm kinh điển Những ngọn nến cháy tàn vào năm 1997, ông Giáp Văn Trung đã liên tục cho ra mắt những tác phẩm dịch quan trọng của văn học Hungary thế kỷ 20. Bên cạnh việc chuyển ngữ các tác phẩm Hungary ra tiếng Việt, ông Giáp Văn Trung cũng là dịch giả nhiều truyện ngắn của các nhà văn Việt Nam như Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Quang Thân, Bùi Ngọc Tấn, Nguyễn Ngọc Tư, được đăng tải trên các tạp chí văn học và tuyển tập văn học tại Hungary. Tháng 8 năm 2011, dịch giả Giáp Văn Trung được nhà nước Hungary trao giải thưởng vì nền văn hóa Hungary. Thêm một thông tin vui đối với nền văn thơ của cộng đồng người Việt tại nước ngoài, đó là mới đây tác giả trẻ gốc Việt 28 tuổi Ocean Vương đã nhận được giải Felix Dennis của nước Anh với tập thơ đầu tay mang tên là Night Sky with Acid Un. Felix Dennis là một giải thưởng thường niên được mệnh danh là Oscar trong lĩnh vực thi ca, trị giá tới 5.000 bảng Anh. Trước khi đạt giải Felix Dennis ở Anh thì tập thơ đầu tay của Ocean Vương đã tạo được một dấu ấn nhỏ khi màn chạy bất ngờ tại thị trường Mỹ. Tờ The Guardian của Anh đánh giá đây là một tác phẩm mãnh liệt, tinh tế và cho thấy bóng dáng của một bậc thầy về sự liên tưởng. Tác giả Ocean Vương cũng đã nhận được nhiều giải thưởng của các quỹ nghệ thuật và Hiệp hội Nhà văn Mỹ. Năm 2016, Anh nhận được giải Writing Award cho thể loại thơ, giải thi sĩ trẻ Stanley Kunitz Memorial năm 2012, giải thưởng Pushcart Prize năm 2013. Thơ của Ocean Vương đã xuất hiện trên nhiều báo, tạp chí Mỹ như là The New York Times, The Nation, The New Yorker. Trong hai ngày là ngày 23 và 24 tháng 9, tại khu phức hợp thuộc một công viên nghỉ dưỡng ở tỉnh Kaluga đã diễn ra một hoạt động ý nghĩa dành cho sinh viên Việt Nam đang học tập nghiên cứu tại các trường đại học tại Liên bang Nga, đó là hội trại Obninsk. Đây là lần thứ hai hội trại Obninsk được tổ chức với nhiều hoạt động trò chơi tập thể mới mẻ và ấn tượng, là cơ hội để gắn kết tình thân, tình bạn và tình đồng đội. Hội trại năm nay đã thu hút gần 300 sinh viên Việt Nam từ hơn 30 trường đại học trên toàn nước Nga, trong đó có cả những thành phố xa xôi vùng Siberia. Theo ban tổ chức, hội trại là nơi các bạn trẻ được thỏa sức sáng tạo, được học hỏi và vận dụng kiến thức, kỹ năng, đồng thời qua đó các em được rèn luyện với tinh thần trách nhiệm, cùng nhau chia sẻ những khó khăn. Với tinh thần đoàn kết và sự sáng tạo của sinh viên, hội trại Obninsk hàng năm được đánh giá là một hoạt động ngoại khóa rất bổ ích, lành mạnh và có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài thì không thể không nhắc đến vai trò của các lớp dạy tiếng Việt. Các lớp dạy tiếng Việt dù quy mô hay là nhỏ lẻ thì cũng đều đưa đến hiệu quả tích cực trong việc giữ gìn tiếng Việt trong thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba tại nước ngoài. Tại Hàn Quốc thì cũng không phải là ngoại lệ. Vừa qua thì một lớp học tiếng Việt dành cho con em người Việt sinh sống tại Hàn Quốc đã được khai giảng. Điều đặc biệt là lớp học này do chính các cô dâu Việt làm giáo viên. Đây là một lớp học tiếng Việt do chị Vũ Thị Huyên đứng ra tổ chức tại thành phố Yêu Quang của Hàn Quốc. Lớp học mới được triển khai từ ngày 24 tháng 7 với 12 cháu. Thật ra mong muốn mở lớp tiếng Việt đã ấp ủ trong tôi từ rất lâu. Tôi luôn hy vọng rằng các thế hệ sau của gia đình Việt Hàn ngoài thành thạo tiếng Hàn còn có sự yêu thích, trân trọng đối với ngôn ngữ quê mẹ, đó là tiếng Việt.
Hơn thế nữa, tiếng Việt cũng là một ngoại ngữ đáng để học thêm. Trong khi gần đây các doanh nghiệp Hàn Quốc đang có nhiều sự quan tâm đầu tư về thị trường Việt Nam, nếu các con thông thạo tiếng Việt thì tôi nghĩ đó là một lợi thế trong tương lai của các con. Chính vì vậy mà tôi đã mở lớp học tiếng Việt này. Mỗi tuần, lớp học tiếng Việt của chị Huyên làm giáo viên chỉ học một buổi vào thứ Bảy. Mỗi buổi học, cô giáo Huyên đều phải tự mày mò soạn chương trình, nghĩ ra các trò chơi, sao cho buổi học trở nên hấp dẫn tụi trẻ nhất. Còn với các bà mẹ Việt, thì đây chính là cơ hội để con được làm quen, tiếp xúc với ngôn ngữ của mình. Tôi mong cho các con của mình được phát triển ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ, cũng như văn hóa Việt Nam được đi khắp mọi miền đất nước. Tôi mong cho văn hóa Việt Nam của mình sẽ được phát triển hơn. Hoàn toàn tự phát từ nhu cầu cá nhân, bản thân chị Huyên cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một giáo viên dạy tiếng Việt. Nhưng sự ủng hộ từ các gia đình đa văn hóa Hàn Việt đã trở thành động lực để Huyên thực hiện mong muốn của mình. Khi tôi ngỏ ý muốn mở lớp tiếng Việt vào cuối tuần cho các con, thì các bậc phụ huynh đã rất hồ hởi và khích lệ động viên tôi. Hơn cả mong đợi của tôi, các phụ huynh còn thảo luận rất sôi nổi về phương pháp cũng như nội dung giảng dạy, làm sao để cho các con dễ hiểu và cảm thấy thích thú với lớp học tiếng Việt. Có lẽ với các giáo viên chuyên nghiệp hay nghiệp dư, nhưng khi sống xa tổ quốc, thì mỗi lần được đứng trên bục giảng, nghe được tiếng Việt từ học trò của mình đều trào dâng xúc động và niềm tự hào về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình được cất lên nơi xứ người, dù vẫn còn ngọng nghịu. Bởi đó là khởi nguồn của sự trở về nguồn cội. Xin chào. Con có thích tham gia vào lớp học tiếng Việt này không? Có ạ. Làm Việt. Sau Rihanna thì đến lượt Katy Perry diện lên mình những trang phục ấn tượng của nhà thiết kế Nguyễn Công Trí. Trong tour diễn thế giới vừa qua thì Katy đã diện đến 3 trang phục của nhà thiết kế Việt Nam này. Với thời gian gấp rút chỉ 20 ngày để thực hiện và hoàn thành các thiết kế, thế nhưng một lần nữa Công Trí đã cho thấy sức sáng tạo và tinh thần làm việc chuyên nghiệp đến từ nền công nghiệp thời trang Việt Nam. Sau những cái lần mà Công Trí đi diễn ở nước ngoài các tuần lễ thời trang quốc tế thì mình cũng kết nối được với những stylist hoặc là những cái ekip của các ngôi sao quốc tế. Và từ đó những cái cơ duyên đó nó cứ lần lượt và giúp Công Trí có được những cái mối liên hệ. Chỉ vỏn vẹn hơn 20 ngày để cho 4 bộ trang phục. Mình phát thảo, rồi chỉnh sửa bản thiết kế, rồi trao đổi qua lại, cũng như bàn luận về chất liệu. Tất cả đều làm qua email và qua điện thoại cả. Xuyên suốt cả một cái tour của Katy Perry thì thật sự cái hình ảnh của Katy Perry theo cái hướng là trong nó khác lạ và nó có những cái nó cũng thuộc về những cái hoài cũ và cũng có những cái nó hướng đến tương lai. Cái áp lực mà làm việc với một ngôi sao quốc tế thì ai cũng thừa biết là nó đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao, thời gian nó rất là ngắn, rồi cái múi giờ của hai nước nó khác nhau. Thì cái thời gian mình để mình có thể trao đổi làm việc nó rất là ít. Và cái số đo người ta gửi qua là chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó thôi, số đo 3 vòng thôi, chứ mình cũng không được trực tiếp đo là gì cả. Và mình làm bằng cái kinh nghiệm cũng như những cái kỹ thuật mà ekip của Công Trí bấy lâu nay đã thực hiện. Cái điều mà Trí cảm thấy tự hào với ekip của mình đó là hầu như cái việc chỉnh sửa nó chỉ lặp lại đúng có một lần. Cứ cố gắng làm việc và kiên nhẫn nại, rồi có ngày bạn cũng sẽ được những cái kết quả như bạn mong muốn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.